Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh tin tức mới. Và sau đây, chúng ta cùng điểm qua những thông tin ngày hôm nay quý vị nhé. Thanh Ngân Dương Đình Chí hiếm hoi khoe con trai nhân kỷ niệm ngày cưới. Vợ chồng Thanh Ngân Đình Chí thực hiện bộ ảnh tình tứ kỷ niệm 4 năm ngày cưới. Đặc biệt, đây cũng là lần hiếm hoi cặp đôi chủ động khoe diện mạo con trai nhỏ Destiny. Ngày 25 tháng 5 2022 là kỷ niệm 4 năm ngày cưới của cặp đôi nghệ sĩ Thanh Ngân Dương Đình Trí. Nhân dịp đặc biệt này, vợ chồng Dương Đình Trí đã cùng nhau thực hiện bộ ảnh vô cùng tình tứ. Dù khá bận rộn với lịch trình riêng nhưng Thanh Ngân Dương Đình Trí đều cố gắng thu xếp để chụp ảnh gia đình, cùng nhau lưu lại khoảnh khắc hạnh phúc trên chặng đường hôn nhân. Thanh Ngân cho biết cô luôn thích lưu lại hình ảnh trong những dịp đặc biệt của gia đình thanh ngân dương đình trí trông như đôi vợ chồng son trong bộ ảnh mới cặp đôi có nhiều cử chỉ lãng mạn dành cho đối phương giữa không gian thiên nhiên xanh mát của nhà vườn gia đình dương đình trí thanh ngân cùng nhau dạo bước đạp xe hay vui đùa trên bãi cát trắng đặc biệt bộ ảnh có sự xuất hiện của thiên thần nhỏ destiny con trai thanh ngân dương đình trí đây là lần hiếm hoi vợ chồng nam ca sĩ chủ động khoe con trai với công chúng trước đây Thanh Ngân từng chia sẻ cô muốn giữ nguyên sự tinh khôi, vô yêu cho tuổi thơ của con gái nên không muốn khoe hình ảnh con quá rầm rộ, biến con thành tâm điểm chú ý. Gần đây, cặp đôi đã cởi mở hơn khi cho bé Destiny xuất hiện trong một số video livestream, vlog của gia đình. Tuy nhiên, bé thường chỉ xuất hiện chấp nhoáng hoặc để lộ một phần gương mặt trước ông kinh máy ảnh vợ chồng Dương Đình Trí hy vọng con trai có những trải nghiệm tuổi thơ đáng nhớ cùng bố mẹ. Đó cũng là lý do vì sao khi xây dựng cơ ngơi riêng, Dương Đình Trí rất chú trọng bố trí những khoảng không gian xanh, khu vui chơi để con gái nhỏ được tự do nô đùa, khám phá thiên nhiên. Thanh Ngân từng tiết lộ con gái cô rất lanh lợi, sống tình cảm. Đặc biệt, Destiny còn được thừa hưởng khiếu hài hước của bà. Địa điểm mà Dương Đình Trí Thanh Ngân chọn để thực hiện bộ ảnh kỷ niệm ngày cưới cũng chính là nhà trọ Destiny, ngôi nhà vườn của gia đình được đặt theo tên con trai gặp đôi. Sau khi sinh con gái Destiny, Thanh Ngân được nhiều khán giả khen ngợi nhan sắc thăng hạng. Thanh Ngân từng tâm sự cô duy trì được tinh thần tích cực, lạc quan cũng nhờ vào công lớn cửa đường đình trí. Nữ nghệ sĩ thổ lộ ông xã là người rất yêu thương gia đình, luôn chăm sóc mẹ con cô kỹ lưỡng. Sau 4 năm kết hôn, Thanh Ngân Dương Đình Trí vẫn rất mặn nồng. Cặp đôi luôn đồng hành cùng nhau trong mọi dự án. Cặp sao còn thường xuyên mặc đồ đôi, dành cho nhau những cử chỉ lãng mạn như lúc mới yêu. Vì thế, Dương Đình Trí Thanh Ngân được xem như một trong những cặp đôi đẹp nhất sau showbiz Việt. Thanh Ngân cùng Dương Đình Chí là cặp đôi đẹp một thời của làng nhạc Việt. Từng có tin đồn tình cảm song cặp đôi không lên tiếng. Năm năm qua, khán giả thấy họ không còn hợp tác chung. Mới đây, cặp đôi trở lại trong chương trình mang tên Love The Stories do Dương Đình Chí tổ chức. Cảm giác vẫn như những ngày đầu dung cảm cùng Thanh Ngân trên sân khấu. Dương Đình Chí dành sự quan tâm đặc biệt cho người bạn thân sau 5 năm xa cách. 5 năm qua, cặp đôi làng nhạc lặng lẽ rời xa nhau không hợp tác chung. Trên sân khấu chương trình mới, lần đầu tiên Thanh Ngân làm cô dâu của Dương Đình Trí. Dương Đình Trí tâm sự, duyên số là do trời định. Anh và Thanh Ngân quý mến như người một nhà, thường tâm sự mỗi đêm xong chuyện riêng không muốn chia sẻ quá nhiều trên báo giới. Năm năm quá, nhiều tin nhắn hỏi thăm về cuộc sống cặp đôi, song Dương Đình Trí và Thanh Ngân nhất định im lặng. Chúng tôi thường trò chuyện cùng nhau qua điện thoại giữa đêm khuya, sau khi đi diễn về mới có thời gian. Tôi hiểu Thanh Ngân là người gần ủi, sống tình cảm và rất có trách nhiệm với gia đình. Còn giữa chúng tôi có gì hay không, xin phép không chia sẻ lúc này. Cả hai mới vừa trở lại sau 5 năm hiểu lầm nên không muốn thêm một lần đứt gánh giữa đường. Kể cả khi chỉ là tình nhân trên sân khấu, tôi vẫn mong tình cảm này trọn vẹn. Thanh Ngân tâm sự với duyên dáng Việt Nam, cô vẫn quý mến Dương Đình Chí. Còn chuyện yêu đương, hơn giận hay không chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ nhất. Bản thân người đẹp không muốn đem tình cảm cá nhân vào đời sống âm nhạc. Là con gái út của hai nghệ sĩ Hoài Châu, Kim Hoa, Thanh Ngân thuộc về thế hệ thứ tư trong đại gia đình nghệ sĩ tài danh có bốn đời theo nghề hát từ thập niên 1930 đến nay. Từ nhỏ, chị rất thích hát tân nhạc và từng đi thi giọng hát hay được cố nghệ sĩ Phạm Trọng Cầu khen ngợi vì năng khiếu. Tuy vậy, theo ý nguyện của cha mẹ, chị đi theo đoàn hát của gia đình và mau chóng thành danh như một nghệ sĩ cải lương tài sắc vẹn toàn. Với Dương Đình Trí, du lịch là một phần không thể thiếu trong cuộc sống sau những thời điểm lao động cật lực. Khán giả thường nghĩ về du lịch như một sự xa hoa. Song có cơ hội trải nghiệm ở hơn 20 quốc gia cùng hàng chục tỉnh thành khác nhau. Dương Đình Chí có những kinh nghiệm vô cùng bổ ích chia sẻ cùng người trẻ. Theo anh, chỉ cần biết gói ghém và tìm hiểu chắc chắn sẽ có những trải nghiệm du lịch tuyệt vời không quá tốn nhiều tiền. Thay vì chia sẻ những kinh nghiệm đơn thuần với giới trẻ, Dương Đình Chí thực hiện những cảnh quay đẹp mắt, đi kèm theo đó là kinh nghiệm quý giá dưới sự dẫn dắt của Trương Minh Quốc Thái, không chỉ điểm đến thú vị Dương Đình Chí còn đưa người trẻ đến với thế giới ẩm thực đa dạng ở từng địa phương. Kinh nghiệm chọn nhà nghỉ, khách sạn giá rẻ, điểm check-in sống ảo nổi tiếng đều được Chí giới thiệu. Trong tập đầu tiên, Dương Đình Chí đưa người xem đến với Cát Bà. Cũng trong tập này, khách mời Thanh Ngân, Trương Đan, Blue Duy Linh, Quốc Thái. Trải nghiệm từng ngốc ngách của vùng đất xinh đẹp này. Quốc Thái còn mạnh dạn trèo thuyền khám phá không gian bao la ở Cát Bà cùng Blue Duy Linh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.